Sáng nay, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới dự buổi lễ giao nhận quân của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Năm nay, chất lượng thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội của tỉnh Quảng Ninh cao hơn năm trước cả 3 tiêu chí: sức khỏe, trình độ văn hóa, chất lượng chính trị. Trong đó, thanh niên có sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt hơn 65%, cấp trung học phổ thông tỷ lệ gần 80%, đại học cao đẳng 10,5%. Có hơn 62% đoàn viên ưu tú được học lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng. Tỷ lệ con cán bộ đảng viên đạt gần 2%. Số thanh niên nhập ngũ này sẽ được tỉnh bàn giao cho 8 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 3. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, sổ tiết kiệm và giúp đỡ gia đình công dân gặp khó khăn, mỗi suất quà trị giá hàng chục triệu đồng. Đặc biệt, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có chính sách hỗ trợ gia đình công nhân công ty nhập ngũ 2 triệu đồng một tháng đến khi công nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về công ty làm việc. Ngoài ra, tặng quà trước khi nhập ngũ trị giá 10 triệu đồng một công nhân, thông qua động viên thăm hỏi, tặng quà, thanh niên toàn tỉnh an tâm tin tưởng và xác định rõ trách nhiệm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, từ đó hăng hái lên đường nhập ngũ.